Con thấy trong đạo tràng cứ 5 tới 10 người đàn bà thì chỉ có một người đàn ông. Con không biết tại sao có sự chuyển lệch như vậy. I don't know. Mấy ông nghe chưa? Làm sao mà tệ như vậy nè? Về ráng tu thêm cho bằng nha. Cái này không phải riêng trong chùa đâu nha, ở đâu cũng vậy. Thì nhiều khi đàn ông thiếu thì ta đi ít thôi. Tuy con đã phát nguyện ăn chay vào ngày 14 rằm 30 mùng 1 và ngày Thọ Bát, giữ giới của Phật, dạy bảo, niệm Phật, cúng Phật hàng ngày. Như vậy có được về Tây Phương Cực Lạc không? Cái này sao chúng trả giá quá. Không phải là ăn chay bao nhiêu ngày thọ giới như vậy là đủ tiêu chuẩn về cực lạc. Mà thí dụ như bây giờ lỡ hoặc là ngược lại, có những người không có được nhiều như vậy thì không được về cực lạc. Không phải. Cái việc mình hành trì ăn chay là phụ. Cái quan trọng là hàng ngày mình, cái tâm của mình đó, nó phải giảm tham sân si. Bởi vì ở cõi cực lạc không có độc tố, chỉ toàn là sinh tố. Mà nếu mình tụng kinh gì không biết mà tham sân si mình còn thì cũng không đủ tiêu chuẩn đi cực lạc. Dù ăn chay trường, chứ đừng nói là ăn chay 4 tháng 4 ngày nữa, ăn chay trường thọ Bồ Tát giới mà tham sân si vẫn còn thì chỉ có Tây Ninh thôi chứ không. Nếu mà tu cỡ đó là đi Tây Ninh, còn xa nữa là Tây Tạng, chứ còn Tây Phương không có cái chất liệu của độc tố. Tây Phương chỉ thuần là sinh tố. Cho nên người nào muốn đi cực lạc thì ngay bây giờ tâm mình phải có cực lạc. Mình vừa định nhảy ra cái cửa địa ngục mà giận dữ đó, rút chân vô liền, niệm Phật liền, Nam Mô Di Đà Phật, dằn xuống con. Nhiều khi mình phải tự nói vậy đó, dằn xuống một chút con. Mà cái người kia mà cứ lải nhải hoài thì nó mô Phật cho nó nín giùm con. Tim hậm hực lửa đâu bừng to, bon bon, tự mình bon bon nha, chứ đừng lại không cần tới thỉnh chung nữa. Tôi thấy ai cũng buồn, tôi muốn đâu dần hờn, lừa lừa từ đâu sao cứ dân dân từng cơn, tình 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 tan có tiếng chuông ngân gian đàn xa. Mà mình giận quá cái mình nói trời ơi tôi có chọc nghẹo gì nó đâu, tự tin nó tới nó chửi tôi. Làm gì có chuyện tự nhiên, mình không khiều người ta bữa nay mà mình quẹt ta mấy bữa trước rồi. Nhưng mà mình là có cái tật thích hành ranh. Để mình thích hành ranh cho nên ta biết bản số mình bữa nay ta tới ta quẹt mình lại, không có chuyện tự nhiên. Mà khi mà mình biết là mình đã từng thích hành ranh á, thì bữa nay mình không có trách ai mà mình tự mình nói làm sao. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy
dừng tâm chánh niệm để lòng an vui, thoát dòng sự sinh. Ngài ra đi mặc áo tràng sám Phật tử, có cần phủ áo hải hội không, hay chỉ là dị đoan vơ vẩn? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ủa sao không hiểu? Tiếng Việt mà sao không hiểu? Thưa, cái câu hỏi như thế này: ngài vị Phật tử này mất, mình chỉ cần mặc cái áo tràng màu lam, hay có cần mặc nguyên cái áo màu vàng mà thường thường ở Việt Nam ta làm nguyên bộ đó, mình hay kêu là áo Đà La Ni đó, có một cái áo màu vàng có cái mão quan âm, cái áo đó ở người ta thường gọi là áo hải hội, còn ở ngoài Bắc thì người ta kêu áo lục phù, áo lục thù, ngoài Bắc kêu lục thù, lục là màu xanh đó. Thật ra thì mình mặc áo nào cũng được, mà mặc hai cái thì cũng tốt, nó ấm. Một lớp thì sợ nó không đủ ấm. Một cái áo tràng thêm cái áo đó cũng không sao. Hoặc là không có cái áo đó mà có cái áo tràng rồi phủ ở bên ngoài một cái tấm Đà La Ni, thì cái ý nghĩa của cái tấm đó là cái gì? Ở trên đó người ta có viết những cái bài thần chú, mà đặc biệt là có một bài chú tên là Tỳ Lô Quán Đảnh Chân Ngôn. Cái bài chú đó có công năng trợ lực, trợ duyên cho một người mất đủ cái sáng suốt, đủ cái năng lực để người đó thấy được những cái đường tốt để người đó đi. Thì mình nói là bây giờ cái bài thần chú nó giống như là một cái đèn giúp cho người đó thấy rõ con đường của người đó đi. Cho nên thường á, đi đám tang các thầy hay tụng cái bài chú đó: án ao mộ già dĩ lô tản mãn ma hạ mậu nại ra mỏ nỉ bắt lập ma nhập phản lã bắt ra mặt đa giả hồng. Bài chú đó có tên là Tỳ Lô Quán Đảnh Chân Ngôn. Cho nên mình không có cái áo mà có cái tấm Đà La Ni cũng được. Mà thí dụ như bây giờ lỡ trường hợp mình không có cái miếng đó được không? Cũng không sao hết. Tại vì hàng ngày mình đã phủ lên tâm của mình bằng thánh hiệu của Phật Di Đà rồi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa, không có cái gì bằng là mình phải chuẩn bị hành trang cho chính mình. Nếu ngày mình ra đi có được thêm áo này áo kia, hay là đại chúng niệm Phật thế này thế kia, đó là cái phước cuối đời ta trợ duyên thêm cho mình. Còn đi hay không là do mình tu hiện tại, chứ không phải lúc đó có người tụng cho mình 8 tiếng kêu là siêu. Không phải dở tay lên nó mềm mũi kêu siêu sinh, vậy là siêu cái thân hay là siêu cái tâm. Cho nên hàng ngày á, mình phải niệm Phật, phải tu tập. Còn nếu khi mình mất đi mà được cái duyên lành, được đạo hữu chư thiện hữu hộ niệm cho mình, thì đó chẳng qua là thêm chút phước, thêm chút năng lực trợ duyên cho mình. Đừng có căn cứ trên cái đó mà gọi là vãng sanh hay là không vãng sanh. Vãng sanh hay không là tâm thức của mình hàng ngày mình phải tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đi xe, quý vị bỏ đủ thức ăn lên trên xe hết, ăn hay không là Pháp Hòa nữa, chứ còn đâu phải để đầy xe đó là Pháp Hòa no đâu. Thành thử là chính Pháp Hòa phải tự ăn thì Pháp Hòa mới no được. Thì quý vị có thương thì cho thức ăn, thì cũng thế, mình có thương người đó thì trợ duyên cho người đó thêm thôi, chứ người đó chính phải đủ năng lực. Hay nói một cách khác, như trong kinh Địa Tạng, mình không có đủ phước để hưởng, người ta cho phước cũng hưởng không được. Bây giờ ví dụ một thân thể đau bệnh, người ta có đem cao lương mỹ vị tới ăn được không? Không được. Chỉ khi nào thân thể mình khỏe mạnh, mình mới ăn được những món thức ăn mà người ta đãi cho mình. Nếu mình không đủ phước hưởng thì phước đến mình cũng biết cách hưởng.
Cho nên á, có phước là một việc, nhưng mà rồi mình phải có cái phước nữa là phước để hưởng cái phước đó, chứ không phải tự nhiên. Người ta hồi hướng cho mình là một việc, mà mình có đủ công đức, cái phước để nhận cái công đức đó không? Chứ không phải ai hồi mình nhận được đâu. Người ta hồi hướng cho mình, nhưng mình phải tu tập để mình đủ cái phước để nhận cái hồi hướng đó. Trong kinh nói rõ như vậy. Cho nên nếu tự thân mình thiếu phước thì không ai làm được gì mình hết. Cho nên mình được trợ duyên là cái phước của mình, nhưng mà tự thân mình phải tạo cho mình có một cái phước để chúng ta có thể tiếp nhận những năng lực đó. Có cái ông đó đi đường, trên đường đi vậy cái trợt chân ông té xuống cái hố vậy đó, cái ông may mắn ông chụp được sợi dây. Nam mô về Phật cứu con Phật ơi, cứu con Phật ơi, ông niệm đâu được 10 câu Phật hiện lên ngay đỉnh núi, Phật nó đưa tay ta cứu cho. Ông nói con không dám, phải sao vậy, con sợ té. Muốn Phật kéo lên nhưng mà không dám nhả sợi dây. Thì mình cũng vậy. Cho nên nhiều khi á, mình bị lo, mà lo cái nó không đúng. Mình lo là không biết nữa tôi chết có ban hậu niệm không á, không biết nữa tôi chết thiêu ra có xá lợi không á, rồi nữa bây giờ mình bớt ăn từ từ cho nó dịu từ từ đi, chứ để mai mốt nó cứ ngắt cũng được, mấy cái đó phụ. Cái tâm mà chắc cứng ngắt nó khổ còn hơn cái thân cứng ngắt nữa. Cho nên hàng ngày bây giờ mình phải tự mình tạo cái phước, cái năng lực, cái hành trang cho mình. Như thầy thường dạy, tất cả là do duyên nghiệp. Vậy khi nghiệp sân ái khởi mạnh, lúc đó biết nó khởi nhưng làm sao để vượt qua? Khi mà mình nổi sân, nổi giận á, và những cái lúc mình chưa có tỉnh á, thì mình biết rằng đã nhiều lần cái sân giận nó làm cho mình quá lớn. Mình nói những cái lời mất bình tĩnh và những cái lời nó lẽ ra không nên thốt lên từ nơi mình, và mình đã làm cho người thân của mình đau khổ, phiền muộn về những cái hành xử của mình. Tu là một sự chuyển nghiệp. Khi mình thường giận tức là mình đã bị cái tập nghiệp. Tu tức là mình có cái ý chí mình muốn thay đổi bản thân mình. Thì mỗi khi mà mình có cái ý chí đó thì tự mình phải thắng được, chứ còn không có cái gì hết. Mà có một trong những cách mà quán làm sao để bớt cái sân á, là mình quán vô thường. Quán vô thường. Thưa đại chúng, cái chuyến đi này á, cái chuyến đi mà Pháp Hòa có mặt ở Nam Cali gần một tuần này đó, là do duyên của một bà cụ. Bà cụ năm nay 87 tuổi. Bà người biết Pháp Hòa được vài năm mà bà thương Pháp Hòa lắm. Thì những người con của bà biết được một cái món quà mà sinh nhật cho bà mà bà sẽ rất vui, đó là ngày sinh nhật của bà được Pháp Hòa qua dự làm cái lễ chúc thọ cho bà. Thì khi mà các vị hơn một năm trước liên lạc thì Pháp Hòa coi cái lịch trình đó, thì Pháp Hòa có thể đi được cái tuần lễ đó. Pháp Hòa cho cái ngày thì gia đình rất mừng và báo cho bà hay. Bà chuẩn bị sẵn một cái áo dài. Bà nhờ một người con gái đi mua mấy trăm bao lì xì, đổi tiền để vô đó lì xì cho bạn đạo ngày hôm đó đến thăm bà và bà lì xì. Và bà nói với các người con rằng trong cuộc đời của bà, cái ngày sinh nhật năm nay là ý nghĩa nhất. Vì không có sát sinh, không có làm cái gì hết, mà chỉ mời bạn đạo đến để rồi thăm bà, rồi ăn cơm chay và nghe pháp thoại. Chuẩn bị hết rồi. Trưa hôm đó bà đi thăm một số các bạn đạo và mỗi tới mỗi nhà đó, bà tặng một lon sữa Ensure, sữa bột, tặng hết. Bà đi mua hai hộp xong và để dành, và nói đợi thầy qua
tặng thầy một hộp và tặng thầy viện chủ bên đó một hộp, chuẩn bị hết rồi. Thì đùng một cái, cách đây 2 tuần, bà bị đứt mạch máu não qua đời. Pháp Hòa đang đi giảng ở Regina, 4 giờ sáng trước đó nhận tin là bà vô bệnh viện và bác sĩ đã lắc đầu và chuẩn bị. Thì Pháp Hòa mới báo tin cho một số các bạn hữu của bà bên này hay, tại vì Pháp Hòa là người đầu tiên biết, mấy vị đó còn sớm quá chưa ai báo tin. Thì trong ngày đó bà mất. Thì Pháp Hòa đang đi giảng ở bên Regina, giảng xong cái buổi cuối, vừa dứt cái buổi trưa đó là phải ra phi trường liền để mà đi qua cho kịp để dự cái ngày an táng bà. Thì ngày mai đây đúng là cái ngày hẹn là Pháp Hòa sẽ đến nhà bà để cùng các bạn đạo của bà mừng sinh nhật 87 tuổi của bà. Nhưng mà tuần lễ này sẽ là tuần lễ cúng thất cho bà. Thì quý vị thấy sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Lúc mình sống, mình mang thai một đứa nhỏ, mình biết chừng nào sanh. 9 tháng 10 ngày sanh, gọi là sanh thì hữu hạn, nhưng mà tử thì vô kỳ, không biết được. Mà trong cuộc đời của ta, ít nhiều gì mình sẽ biết được một người bạn, một người thân nào của mình ra đi đột ngột như vậy. Thì ngày nay cũng thế. Nếu mà chúng ta giận lên, chúng ta phiền muộn, biết đâu chừng một là mình do tim đứng mà chết, do tăng xong lên mà mình mất, hay là một cái người kia họ sẽ mất. Quán vô thường để bớt được cái sân hận, quán nhân duyên để bớt đi cái sân hận. Nhân duyên là gì? Nhiều khi mình muốn tạo cái duyên nhưng mà không đủ duyên. Giống như bà cụ, các người con muốn tạo duyên nhưng mà duyên không đủ. Nhưng mà bà ra đi, nhưng mà bà đã tạo cái duyên cho chúng ta hôm nay. Nếu không có bà, Pháp Hòa sẽ không qua cái vùng Nam Cali trong cái tháng 6 này. Tại vì Pháp Hòa đang đi giảng bên Denver tuần trước, thì Pháp Hòa nghĩ thôi bây giờ nếu bay ngược về lại Canada rồi mai mốt qua nữa cũng cực quá, thôi sẵn dịp này bay qua đây trước vài ngày để thăm một vài Phật tử. Cái mục đích chứ là dự trù là đi thăm Phật tử thôi, mà rốt cuộc rồi trở thành ra một cái tuần lễ đi show. Để đại chúng thấy là cái duyên, bà tạo cái duyên. Mà Pháp Hòa nhớ cách đây 4 năm Pháp Hòa cũng có một bà cụ ở tại San Jose. Pháp Hòa không bao giờ có thời gian đi qua vùng đó. Nhưng mà bà thì bà rất thương, và bà nói với Pháp Hòa rằng khi nào bà mất và Pháp Hòa mới qua, thì Pháp Hòa có hứa. Cho nên khi đùng một cái hay tin bà mất thì Pháp Hòa qua. Nhờ qua dự đám tang bà, cái các đạo tràng biết được cái liên lạc mời cái ngoài giờ dự đám tang cho bà là toàn là giờ sinh hoạt Phật pháp. Cho nên bà nằm xuống, bà mất đi để bà tạo cho một cái duyên khác, cho nhiều người khác. Thì bà cụ Tâm Thanh tuần lễ này cũng tạo cái duyên. Nếu bà còn sống thì cái này vẫn hát tinh, vẫn tiến hành, tại vì đã sắp xếp hết rồi. Nhưng bây giờ bà mất rồi thì cái lễ cúng thất của bà đang cúng, cho nên thôi Pháp Hòa cũng phải qua, tại vì mọi việc đã sắp xếp hết. Thì nhờ qua như vậy mới được gặp quý vị. Cho quý vị thấy cái duyên. Cho nên mình sống ở đời, mình tạo duyên, mình tích duyên, cuối cùng mình mới tùy duyên. Chứ không phải là mọi việc cái gì cũng cứ bỏ tùy duyên. Mình không tạo sao tùy. Duyên là phải do mình tạo, mình phải tạo duyên, thấy không? Rồi mình gieo duyên,
mình phải gieo duyên, phải tạo duyên, rồi mình trân quý tất cả các cái duyên đó. Đến khi nào không được nữa thì lúc đó mình mới tùy duyên, chứ không phải đụng chuyện gì chưa gì hết cái tùy duyên, tức là mình không có tích cực. Tối ngày cứ phán cho hai chữ tùy duyên, mình chưa hết lòng thì làm sao mình buông nó được để cho nó tùy duyên. Mình đi tu mình phải nguyện, rồi mình tạo mọi cái hoàn cảnh cho cái duyên mình nó thuận, cái duyên tu mình nó thuận. Người ta biểu mình đi tu nó thôi không hứa, nó tùy duyên, thành nó không bao giờ thấy có mặt. Rồi người ta khuyên mình ăn chay, nó thôi tu ăn đâu, ăn được ngày nào hay ngày đó, mà thôi tu hứa không, hứa không ăn tội, rốt cuộc không ngày nào mình ăn. Cho nên tu là phải nguyện. Đại chúng mình, mỗi người mình có một cái nghiệp. Có người nghiệp nóng tính, có người thì dễ nóng, có người thì giận dai, có người hay nói nhiều, có người hay thế này thế kia. Không có ai mà không có tật, có nghiệp hết. Nhưng mà tu tức là mình soi lại để mình thấy tất cả những cái khó khăn của mình rồi mình chuyển. Mà một trong những cái cách giúp cho mình chuyển là quán vô thường, quán nhân duyên, quán từ bi. Làm sao mình có thể bớt giận được? Nhiều khi mình phải đặt mình vô cái hoàn cảnh như đó. Nếu mà tôi, chắc tôi cũng hành xử như vậy. Nhờ nghĩ như vậy cái tự nhiên mình chưa hết giận nhưng mà sẽ bớt giận. Kính thưa Thầy, con vừa lái xe vừa đọc chú Đại Bi, có đúng không? Vì Thầy dạy thân đau tâm đó. Thôi cũng được. Tại vì thay vì mình vừa lái xe mình vừa nghiêm ngao, anh ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Mình vừa lái xe mình hát mấy cái đó nó cũng đâu có lợi gì đâu. Thôi giờ mình vừa lái xe mình Nam mô hát ra hát ra hát ra vậy đó. Con đọc kinh mà cái đầu con cứ nghĩ đến chuyện khác, con có mang tội không? Đâu có ai rảnh đâu coi mình nghĩ gì mà bắt tội. Xin thưa đại chúng, cái chuyện mà mình loạn tâm vọng tưởng là chuyện thường lắm. Mà chính mình như vậy đó, cho nên mới tụng kinh nè. Chính mình vậy cho nên mới niệm Phật nè. Chính mình vậy cho nên mình mới tu, chứ nếu mình thanh tịnh hết thì khỏi tu. Cho nên có nhiều người nói tôi chưa quy y đâu, để khi nào tâm tôi tịnh tôi mới quy y. Tâm mà tịnh rồi còn gì nữa là tu. Chính vì nó còn sân si phiền não mình mới tu. Hết sân si phiền não lấy gì tu nữa. Cho nên người nào mà nói thôi tôi chưa tu được đâu, tôi còn sân lắm. Đó, biết còn sân là phải tu dữ nữa. Tu gấp. Phải tu gấp. Cho nên mình còn sân, còn buồn, còn giận là phải tu. Cho nên có nhiều khi thấy cái cô ấy chùa cũng nói, chị mà tu gì, chị giữ muốn chết mà tu gì. Tôi giữ tôi mới tu. Rồi cái nhiều khi thấy tôi bà vô chùa bà hiền bà về nhà bà giữ, nói vậy thì tôi cũng đỡ, hồi xưa tôi giữ 24/24. Bây giờ tôi giữ được nửa ngày không thấy. Cho thưa đại chúng là ăn một cái bánh no cái bánh, ăn hai cái bánh thì sẽ no hai cái bánh. Hồi xưa mình giữ nguyên ngày, bây giờ mình giữ có nửa buổi à, nửa buổi ở chùa mình thiền vậy thì đỡ không, còn hơn là giữ suốt. Cho nên ai mà nói mình giữ quá trời quá đất mà luôn, tại tôi giữ tôi mới tu, phải không? Thành thử ra ai mà nói mình bà mà tu gì, bà tu hú với tu gì. Đúng rồi, tu phải hú người này, tu hú người kia. Ở đây có ai tu hú không? À. Ráng mà tu cái pháp môn tu hú. Mai mốt về cực lạc hú đi theo. Cho nên tâm mình càng loạn là mình phải càng tụng kinh. Tụng để nó lấy cái lời kinh nó đừng có tránh cái đó.
chứ còn không loạn là mình chạy theo, loạn là mình chạy theo thì lâu ngày mình thêm cái tập nghiệp. Cho nên chính á, thí dụ bây giờ cái thân mình chưa có ngồi yên, cho nên giờ bắt nó ngồi yên mà ngồi được có 5 phút thôi là bắt đầu nó mỏi, nó đau. Nhưng mà mình có cửa quậy gì thì cũng trong cái phạm vi này thôi. Ở đây có ai xem phim Tây Du Ký không? Có một hôm đó Tôn Ngộ Không biết cái khu vực đó có yêu tinh, mới vẽ một cái vòng tròn, nói Đường Tăng đứng ở trong đó mà đừng mà ra khỏi đó. Và ngài Huyền Đường Tăng không có chịu nghe, rồi cuối cùng nhảy ra khỏi cái vòng đó thì bị yêu quái nó bắt. Thì cái vòng đó là gì? Bây giờ mình có cửa quậy gì đi nữa, trong khi mình ngồi tụng kinh thì cũng ở trong cái phạm vi của người tu. Chứ còn bình thường là mình xăng tay áo nữa. Cho nên quý vị biết không, mình là Phật tử nó đỡ dữ lắm. Quy y rồi, biết mình là Phật tử rồi đỡ dữ lắm. Hồi xưa mình giữ 100% là Phật tử rồi còn 90%, bớt được 10%, rồi được vài 2-3 năm sau xuống vài phần trăm nữa. Cho nên đó, đừng có sợ quy y, đừng có sợ thọ giới, tại vì đó chính là cái khuôn mẫu bắt đầu đúc mình ra thành một tượng Phật. Cục gỗ mà không đẽo, muôn đời là cục gỗ. Mà cục gỗ có đẽo, có đục, có bào, có mòn, có đánh bóng, làm đủ cách hết, làm ra tượng Phật lại muốn chết luôn. Nếu mình không có dùi, mài, bào, gọt thì chỉ là khúc gỗ. Nhưng mà nhờ có dùi, mài, bào, gọt ngày chút vậy đó. Có nhiều khi mình nói, trời ơi tôi muốn tu mà nó không để tôi yên. Nếu mà để mình yên thì mình là khúc gỗ làm sao? Kệ, lâu lâu có người bào mình chút, gọt mình chút, chỉnh mình chút, đốn mình chút. Muốn chỉnh thì phải đốn, đốn nó mới thành ra được tượng Phật. Ngọc bất trát bất thành khí, ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng hoài vô dụng, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Người tu nào có khác gì, sống cho sâu sắc sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Vừa rồi khi tụng sám hồng danh, con cầu thầy cầu nguyện cho 12 loại cô hồn. Con cầu xin thầy giải thích cho con số 12 loại cô hồn nào, và sao chúng sanh lại rơi vào 12 vị cô hồn đó. Xưa đại chúng, cô hồn á, nói cho đúng, nói cho đủ là 36 loại, gom gọn còn 12. Thì bây giờ loại gì và loại gì mình nói không hết, nhưng mà ví dụ một vài cái thôi. Những vua chúa mà chết bây giờ đâu còn ai cúng nữa, thì nếu mà các vị đó không đủ phước siêu sinh thì cũng có thể trở thành những cô hồn. Những quan viên, những quan chức thời vua chúa cũng có thể thành cô hồn. Những người mẹ mang thai mà do bệnh hoạn mẹ con cùng chết cũng thành cô hồn. Những đứa nhỏ bị người ta phá cũng thành cô hồn. Những cô gái giang hồ đi làm cái nghề mà bán phấn buôn hương chết đi cũng thành cô hồn. Những người đi buôn bán chết sông, chết biển, chết trên rừng, trên núi cũng thành cô hồn. Những người do lạc đạn, do bơm rơi cũng thành cô hồn. Nói chung là cô hồn có 12 loại. Cho nên khi cúng cô hồn, quý vị bày chén cúng hay là những cái chén mà cúng đó, ít nhất là 6 chén, còn không thì 12 chén, chứ không để 5, không để 10. 6 là tượng trưng cho lục đạo, 12 là tượng trưng cho 12 loại cô hồn. Quý hiểu ý ha? Thí dụ như các ông tiên đó, mà tu tiên luyện đơn đó, mà trong quá trình luyện đơn chưa thành mà chết
rồi ôm lòng quốc hạnh, mình chưa luyện đơn trường sanh bất tử xong, chết cũng thành vô hồn. Mọi miên nguồn mãn, đuôi điếc ngậm câm, những loài vật cũng thành vô hồn. Cho nên khi mà người ta cúng thiết thực vô hồn, người ta thỉnh mời 12 loài vô hồn. Chúng con Phật tử tại gia công phu khuya chú lăng nghiêm buổi sáng sớm có được không? Dạ được quá chứ. Xin thưa đại chúng là không có luận là chùa hay tại gia, bất cứ kinh gì chúng ta đều được tụng hết. Không có phân biệt kinh này chỉ dành cho nhà chùa tụng, kinh này dành cho Phật tử không, ai tụng cũng được hết. Chư tổ ngày xưa đã khéo léo lấy cái thời công phu lăng nghiêm, ở trong kinh lăng nghiêm nó soạn thành một thời công phu sáng cho chúng ta hành trì. Nhưng mà nếu chúng ta không tụng chú lăng nghiêm, chúng ta tụng cái khác cũng không sao. Không có một cái luật bắt buộc là công phu buổi sáng nhất định phải tụng lăng nghiêm, không có. Nhưng mà tại sao ngày xưa các vị đề xướng chú lăng nghiêm? Tại vì buổi sáng là cái giờ người ta mê ngủ, mà nhà chùa là đặc biệt, thấy cái gì mà ngoài người ta mê là mình không được mê. Thí dụ như là ban đêm á, người cái giờ 5-6 giờ sáng mà ngủ ngon thì lại bắt thức, tức là không để cho những cái tập khí nó đắm chìm mình, cho nên bắt mình phải dậy tụng. Mà bây giờ bắt dậy tụng, tụng cái gì? Tụng chú, bởi vì chú thì khó tụng. Chính vì khó tụng cho nên sợ trật, cho nên ráng tụng. Nam mô tất các ca tu già đã gia ra để ta ngự tâm và là tỏ tất các ca phần đạt như sắc như sam mô tất độ là một địa tất ca nguyện tệ mô tất ta nắm ta ngự tâm và là quy tri nắm ta sáu đàn bạc các tâm nhà nắm mô tô lê lắng nắm mô tô lô đa ba nam nắm. Tụng sợ tụng trật cho nên ráng chân mắt mà tụng vậy cho nó tỉnh ngủ. Cho nên tụng lăng nghiêm được không có sao hết. Khi ngồi thiền, tâm mình phải nghĩ đến gì, phải tập trung ở đâu, hay là để tâm trống không nghĩ gì hết trong khi niệm Phật? Thưa đại chúng, chúng ta thường bị một cái tập khí là lăng xăng. Mình ngồi ở đây nhưng mà tâm mình nghĩ chỗ khác. Ít có khi nào mình ngồi yên, thân tâm một mối lắm. Thí dụ mình hay mình trông cho đến ngày đi tu, sắp xếp hết rồi để được đi tu, nhưng mà vô ngồi trong chỗ tu thì bắt đầu lo khác. Chiều nay không biết đi chợ mua cái gì, trong khi mà đang ngồi nghe giảng vậy chứ cũng lấy cái list ra ghi sẵn để tranh hớt thành ngồi vậy đó, để lát đi không có quên. Thành thử thấy chép chép vậy chứ không phải chép kinh đâu, còn là list đồ ăn không. Thưa đại chúng là trong khi mình ngồi thiền á, thì không phải là mình không nghĩ gì hết, mà mình nghĩ, nhưng mà thay vì mình nghĩ nhiều thứ, mình nghĩ lung tung, thì thiền sẽ giúp cho mình nghĩ một thứ thôi. Con người của mình không bao giờ dứt suy nghĩ được, nhưng mà thay vì mình tạp loạn, mình nghĩ nhiều thứ, thì bây giờ một thứ thôi chứ không có nhiều thứ. Vì vậy cho nên á, khi mình ngồi thiền á, một là mình niệm hơi thở. Thí dụ như thở vào, thở ra đếm một, thở vào, thở ra đếm hai. Và khi mà chúng ta thở á, chúng ta không có ráng thở, cứ để hơi thở nhẹ nhàng ra vào, chứ mình không có làm mình không ít thở, mà mình để cái hơi thở mình tự nhiên thôi. Đếm tới 10, bỏ, đếm lại. Cái đó gọi là sổ tức. Sổ tức tức là mình đếm hơi thở. Vì khi mà cái tâm mình bận đếm hơi thở thì mình không có lo chuyện khác nữa. Quý vị nhớ là mình không bao giờ dứt sự suy nghĩ, liên tục suy nghĩ. Chỉ khi nào mình ngủ thôi thì mắt, tai, mũi, miệng, thân mình nó ngủ. Chứ còn bình thường mà mình thức là
trong đầu mình lúc nào cũng có cái để nó nghĩ. Cho bây giờ mình thay vì mình nghĩ nhiều thứ thì bây giờ nghĩ một thứ. Thì nghĩ một thứ này là mình niệm về hơi thở. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Thì có khi mình niệm hơi thở, có khi mình niệm bằng cách là mình phối hợp câu niệm Phật với hơi thở một lúc. Thí dụ như thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Cứ như thế mà niệm. Thì nếu như mà mình niệm 1, 2, 3, 4 thì cũng được, nhưng mà không có phước bằng cứ vô ra mà vừa được thiền định cái tâm mà vừa được niệm Phật. Thì mình lấy câu niệm Phật mình phối hợp với hơi thở của mình. Còn nếu hôm nào mà mình đang bực bội nhiều việc quá, mình niệm Phật không được thì bắt đầu mình tứ tâm. Thở vào thân an, thở ra tâm nhẹ. Thì mình cứ tưới hoài vào trong thân tâm mình hai chữ: thân tôi an, tâm tôi nhẹ. Thì một hồi bắt đầu mình tĩnh lặng trở lại. Vì vậy cho nên là ngồi thiền vẫn nghĩ, nhưng mà cái nghĩ của mình là một chứ không có nhiều thứ. Mà nếu như cái gì mà nó xen vào thì mình trực nhớ lại, mình bỏ, mình không theo. Hồi đó mình ngồi rồi chứ cái gì mình nhớ bắt đầu mình đi theo lấy cái giật mình trở lại. Cho nên bây giờ mình ngồi mình biết nó xen vô thì mình bỏ, mình theo. Nói theo sư ông Thanh Từ thì biết vọng không theo, còn sư ông Nhất Hạnh thì chánh niệm. Hai sư ông dạy cùng một ý thôi, nhưng mà chữ nghĩa khác, từ dùng khác. Một vị thì cứ ngồi đi mà hễ cái gì vọng đứng theo, còn một vị thì nó chánh niệm, tức là ví dụ bây giờ mình ăn cơm, mình biết mình ăn đừng nghĩ khác. Bây giờ mình hay lắm, mình ăn cơm với cái iPad, mình ăn cơm với cái iPhone, mà mình quên ai ăn. Lúc nào cũng xách iPhone mà quên ai ăn, mà mình phải nhắc mình tôi ăn. Tôi ăn thì cất iPhone, iPhone thì cũng mặc iPhone, mình cứ ăn đó là. Lâu lâu có chuông tiếp cái mình không nghĩ nó là chuông chánh niệm, mình nói là chuông kêu gọi, nhìn cái tôi nhắn gì vậy, kêu là mình thấy ta hỏi gì, mà nhiều khi ta có hỏi gì đâu, hỏi khỏe không, mà mình cũng phải ráng mình bấm cái khỏe. Rồi mình trả lời khỏe thì ta đâu có để yên rồi, làm gì đó. Chứ thì bây giờ mình đang ăn còn trả lời được, đang ăn thì cái người kia cũng không có vừa đâu, phải ăn cái gì. Cho nên rốt cuộc rồi iPhone mình đáp, mà mình không thật sự mình đang thưởng thức. Cho nên khi mình ăn mình đừng có liên hệ gì hết, cứ thưởng thức ăn. Còn muốn nói chuyện á thì là ít nhất mình cho mình được 10 phút im lặng ngồi thưởng thức. Có nhiều khi mình ăn nhưng mình không có thưởng thức gì hết, rồi mình cứ vậy mà mình hay cái là đưa vô cái chê, đưa vô cái khen, nhưng mà mình không thật sự mình được thưởng thức. Cái người có chánh niệm thưởng thức á, sao ăn cũng ngon hết, như thế nào ăn cũng ngon. Cho nên mình tu thiền không nhất thiết là chỉ ngồi trên tọa của Bồ Đoàn. Bởi vì thiền nó có hai nghĩa, một là chỉ, hai là quán. Chữ thiền có hai nghĩa. Tu thiền có hai cách. Tu chỉ có nghĩa là dừng lại, dừng đừng có lăng xăng nữa. Mà quán có nghĩa là nhìn trở lại những cái việc mình đang làm. Có nhiều khi mình ngồi mình ăn bữa cơm mà mình không có thiền, cơm gì mà nhão nhẹt làm sao ăn, cứ chê nhão mà cũng hết một chén, rồi cái đứng dậy bới thêm chén nữa mà cũng cứ cơm nhão nhẹt mà cứ hết chén một rồi chén hai. Thì thay vì chê hoài cũng ăn thôi, chê lành ta biết rồi, thấy không? Thành thử nó chê biết nó thành cái nghiệp chê, ăn cái gì cũng chê. Thành cái nghiệp là do mình tập, mình huân. Chứ bây giờ mình dừng nó lại đi, mình quán cho mình trở lại.
bữa nào mình ăn được cơm nhão thì mình mới biết nó nhão, mà hôm nào mình ăn cơm mà khô hay là cơm vừa thì mình sẽ biết rằng cái bữa cơm này nó sẽ ngon hơn bữa cơm trước. Nhưng mà có cơ hội cho mình biết thế nào gọi là nhão. Cho nên người tu thiền đó là ta nhẹ nhàng trong mọi cái tình huống. Dạ chưa, chưa, từ từ, chút xíu bác hỏi. Cho nên khi mình ngồi thiền á, là mình ngồi yên xong rồi mình thở, mình theo dõi hơi thở, mình lâu lâu có cái gì nó xen vô, mình biết, đừng theo nó, trở lại hơi thở của mình. Tại sao mình niệm hơi thở? Tại vì hơi thở rất là quan trọng. Mình vẫn thở mà ít khi nào mình biết mình thở, cho nên mình hay bị nghẹt thở. Mình hay ngọt thở, cho nên mình để ý quán cái hơi thở mình thì tự nhiên cái hơi thở mình nó nhẹ nhàng trở lại. Và khi mà nó hơi thở mình nó quân bình, nó nuôi dưỡng được thân tâm mình nhiều lắm. Cho nên hơi thở rất quan trọng. Ngay cả những người tập võ đó, người ta cũng luyện khí công hơi thở. Tại vì nếu mà hơi thở được điều hòa thì thân thể khỏe mạnh. Hơi thở của chúng ta được điều hòa thì thân tâm của chúng ta được an lạc. Cho hơi thở rất quan trọng. Danh từ gọi thầy là hòa thượng hay gọi là đại đức? Bộ em già lắm sao ta? Con không rõ hai danh từ đó cái nào lớn hơn và khác nhau như thế nào. Thưa đại chúng, cái danh từ hòa thượng á là danh từ chung. Theo người Trung Hoa đó, thì tất cả thầy lớn, thầy nhỏ gì cũng đều là hòa thượng hết. Nhưng mà có điều là thầy nhỏ thì kêu là tiểu hòa thượng, thầy lớn thì gọi là đại hòa thượng. Cha mẹ mà chọc giận mình ấy, mẹ không chịu con bỏ nhà con đi làm hòa thượng đó, thì cái chữ hòa thượng á theo cái nghĩa của người Trung Hoa đó là tất cả các thầy đều là hòa thượng. Nhưng mà có điều là hòa thượng nhỏ hay hòa thượng lớn thôi. Và cái danh từ hòa thượng á ngày xưa ít có dùng, và chỉ dùng một danh từ theo truyền thống của Đức Phật là đại đức. Đại đức là một danh từ chung cho tất cả các thầy đi tu. Nhưng mà về sau này khi mà chúng ta có những giới đàn thì chúng ta bắt đầu mới dùng những cái danh từ như hòa thượng để truyền giới. Hòa thượng là hòa thượng đàn đầu của một giới đàn truyền giới. Và những danh từ này bây giờ bắt đầu được đưa ra khi mà Phật giáo trở thành ra một, có một cái tổ chức trong xã hội. Tổ chức một giáo hội thì bắt đầu phải có nội quy, phải có mục đích, phải có danh xưng, phải có thứ bậc. Và danh từ hòa thượng được đưa ra để dùng. Và bên cạnh chữ hòa thượng thì chúng ta còn có thượng tọa. Và lúc đó giáo hội mới quy định một thầy còn trẻ 20 tuổi cho đến 40 tuổi gọi là đại đức. Và cái vị đại đức bên tăng á thì ngang bằng với một sư cô. Bên nữ thì gọi là sư cô, tức là vị sư cô đó từ 20 tuổi tới 40 tuổi thì bên nữ gọi là sư cô, bên nam gọi là đại đức. Nếu vị nào là 40 tuổi trở lên và có 20 năm tuổi hạ, tức là đi an cư kiết hạ mỗi năm thì được một tuổi đạo, mà liên tục 20 tuổi hạ, 40 tuổi đời thì chúng ta gọi là thượng tọa. Và bên nữ thì gọi là ni sư. Bên nữ gọi là ni sư, bên nam gọi là thượng tọa. Một vị phải là 60 tuổi đời, 40 tuổi hạ thì chúng ta gọi là hòa thượng.
và bên nữ gọi là ni trưởng, mà bây giờ chúng ta hay gọi gần gũi thân mật là sư bà. À, sư bà là danh từ chúng ta gọi trong chùa thôi, nhưng mà ra một cái hành chánh, một cái tờ giấy ký thì không có ký chữ sư bà mà ký là ni trưởng, thì bên này chúng ta gọi là hòa thượng. Rồi một vị hòa thượng đó trên 80 tuổi thì chúng ta gọi là đại lão hòa thượng. Trên 80 tuổi đời, trên 60 tuổi đạo. Rồi vị nào mà 90 trở lên đó, hàng trăm gọi là trưởng lão hòa thượng. Thì bây giờ Pháp Hòa xin thưa là những danh từ đó chúng ta thành lập một giáo hội, thì giáo hội mới tạm thời quy định như vậy để cho các vị xuất gia làm đạo biết những cái thứ lớn mà để chúng ta xưng hô và để sanh lòng cung kính. Chứ thật sự ra một người đi xuất gia rồi thì tất cả những cái danh gọi đó không còn quan trọng nữa. Tại vì mình đi tu rồi là danh mình cũng bỏ. Ngay cả Đức Phật là một vị vua, ngài cũng bỏ cái danh nghĩa của một người vua để ngài làm một ẩn sĩ. Đến khi ngài thành đạo thì chúng ta gọi ngài là Phật, tức là người giác ngộ thôi. Còn cái danh từ mà Thế Tôn thì chúng ta do tôn kính mà chúng ta gọi ngài, chứ ngài không có tự xưng. Ngài không có xưng tôi là Thế Tôn, ngài không có xưng tôi là Pháp Vương, vân vân, là do chúng ta cung kính mà chúng ta gọi. Vậy cho nên ngày xưa thời của Phật thì không có dùng thượng tọa hòa thượng, mà chỉ một chữ Đại Đức thôi. Ví dụ quý vị đọc kinh Nguyên Thủy, quý vị sẽ thấy Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Mục Kiền Liên. Khi các đại đức này già rồi thì gọi là trưởng lão. Hay là ở trong những cái danh từ xưa người ta gọi là thọ cụ. Lúc bấy giờ thọ cụ, cụ thọ A Nan, xin lỗi, cụ thọ. Cụ thọ là gì? Tức là một người có đủ cái đức, có đủ cái hạnh đáng được tôn kính, gọi là cụ thọ. Mà danh từ đó bây giờ xưa là mình ít dùng, mình hay dùng là thượng tọa, mình dùng hòa thượng. Và đa số thì quý ngài thường thích dùng cái từ thầy để gọi thôi, để cho gần gũi. Còn khi chúng ta gọi hòa thượng, thượng tọa thì có cái tính cách hành chánh chúng ta gọi. Vậy cho nên đại chúng nhớ là những cái danh từ đó chỉ thành lập khi chúng ta có một giáo hội ở trong xã hội. Ngày xưa Phật giáo không có giáo hội, thì chư tăng sống trong rừng, chỉ có tăng đoàn thôi. Rồi đi theo Phật hành đạo, rồi chia ra từng nhóm, rồi cử một vị làm trưởng nhóm đó, rồi đi về phía Bắc, phía Nam gì đó hành đạo thôi. Chứ không có sinh hoạt ở trong xã hội. Ngày nay Phật giáo lan truyền các nước, và để đi theo kịp được gần gũi với quần chúng để giáo hóa, thì lúc đó giáo hội thành lập. Và một khi có tổ chức, tức là phải có danh xưng, phải có mục đích, phải có phù hiệu, vân vân. Bây giờ chúng ta gọi thì theo như là những cái gì mà giáo hội đã quy định. Xin Thầy giảng nghĩa người biết sống một mình nên làm thế nào? Sống một mình thì sống một mình thôi. Có một thầy đó, thầy đi khất thực một mình, ăn cơm một mình, ngồi thiền một mình, làm gì cũng một mình. Mà nói theo tiếng miền Tây là mình ơn, đi đâu cũng có mình ơn. Thì khi mà Đức Phật nghe như vậy thì gọi thầy tới hỏi thầy: tôi nghe rằng thầy làm như vậy, thầy đi một mình, thầy ở một mình, thầy ăn một mình, có đúng không? Thì thầy đã nói dạ đúng như vậy. Đức Phật không có nói là sai, nhưng mà Đức Phật nói tôi có một cách này chỉ cho thầy để thầy sống. Sống một mình thì chỉ không chỉ có nghĩa là sống một mình đơn độc,
mà sống một mình còn có nghĩa là tâm mình đừng có bận về cái quá khứ. Vì quá khứ nó đã qua rồi, đừng có nhớ để khổ mình. Nhiều khi ngồi một mình nhưng mà nhớ quá khứ thì cái đó không gọi là một mình. Mặc dù ngồi con mình nè, không có ai với mình hết á, nhưng mà mình lo lắng quá khứ nhiều quá thì lúc đó không phải là một mình nữa. Rồi tương lai chưa tới mà mình lo lắng nhiều quá thì cũng không phải là một mình. Người sống một mình là người biết không nghĩ tới, không khổ với quá khứ, không rầu lo cho tương lai mà sống với thực tại. Vì thực tại rất là quan trọng. Pháp Hòa ví dụ như là hôm nay Pháp Hòa được gặp quý vị. Lâu nay quý vị mong có dịp được gặp Pháp Hòa, cũng mong có dịp được gặp. Mình gặp nhau mà mình không có tận hưởng sự có mặt của nhau. Rồi ngồi mình làm gì đó, một lát nữa hết giờ mình ra về, cái bắt đầu mình tiếc. Mà mình là thường như vậy. Nhiều khi người thân của mình còn bên cạnh mình mà mình không có trân trọng. Đến khi người đó mất đi rồi thì mình hối tiếc. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật, sống một mình không chỉ có nghĩa là ở cô độc một mình, không phải là home alone, nhưng mà người đó sống không để cho những cái quá khứ, cái tương lai nó làm cho mình bận rộn, thì như vậy mới đúng nghĩa là người một mình. Có thể là mình sống rất nhiều mình nhưng tâm mình an lạc thì mình vẫn có nghĩa là sống một mình. Quá khứ qua không tìm lại, tương lai chưa tới không trông, hiện tại sống hết lòng. Tại vì mỗi giây đi qua nó trở thành quá khứ. Đại chúng thấy hồi sáng này chúng ta lây hoay đi về đây lúc 6 giờ, mà bây giờ 4 giờ rồi đó. Tức là trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa thôi là mình sẽ xa nhau. Cho bây giờ mình phải hát sao? Chỉ còn gần nhau 1 giây nữa thôi. 1 giây nữa thôi là xa nhau rồi. Thầy theo cánh chim về lái với chùa. Cho nên quý vị, ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho nên giờ sống một mình ha. Thiệt sự ra Đức Phật có dạng bài kinh cô độc mà không cô đơn. Pháp Hòa cũng đã từng nói về cái bài kinh đó. Có một thầy tỳ kheo ở trong rừng, nói rừng chứ cô không có xa lắm đâu, cũng cả lần vầy thôi. Nhưng mà rồi thầy đang ngồi thiền ở trong này mà thầy nghe ngoài kia người ta hát nhạc. Ông ngồi trong này ông rầu. Ông nói tôi như một khúc cây khô giữa một cái đám rừng mà ngoài kia thì trống kèn đang vui nhộn, ra thì không được mà ở thì đau khổ. Phật biết được, Phật ràng. Mà không phải Phật nữa mà chư thiên. Chư thiên nhắc nhở. Vậy thì chư thiên đó là ai? Nhiều khi trong cuộc sống mình có những chư thiên xuất hiện. Chư thiên đó có khi người ta đến, người ta cho mình những cái đau, những cái nhức nhối trong nội tâm để chúng ta tỉnh thức. Có nhiều khi mình sống vui vẻ thuận quá cái mình quên. Đôi khi phải có một cái lúc nào đó mình buồn, mình khổ để mình giật mình tỉnh thức, mình tu. Thì đối với cái người biết nhận thức thì cái đó giống như những cái sự nhắc nhở mình để cho mình đừng có ngủ quên trên chiến thắng. Trong các băng đĩa của các thầy phát hành, con không thấy có nhiều về các bài giảng về nội dung hoặc ý nghĩa của các kinh Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, Bát Nhã, Di Đà, vân vân. Và những lời trong kinh này chúng con thấy khó hiểu. Dạ thưa, không phải là không có giảng, nhưng mà tại vì vị Phật tử này chưa gặp
chứ quý thầy có giảng hết. Nội cái kinh Pháp Hoa thôi là nhiều thầy đã giảng lắm. Rồi kinh Di Đà cũng có người đã giảng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Nói chung là tất cả những kinh này đều có chư tôn đức đã từng giảng dạy. Mà mình chịu khó thì mình muốn học thì mình phải chịu khó mình tìm. Mà thời buổi này nó dễ lắm. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Hãng Google không có chia đồng nào ở trên. Quý vị chịu khó, mình tìm tra, mình sẽ có giảng dạy. Thí dụ như riêng Pháp Hòa thôi thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng Bát Nhã Tâm Kinh với cái đề tài là thiền tuệ sanh sống, 6 buổi, 6 dĩa. Quý vị muốn tìm hiểu kinh Dược Sư thì quý vị tìm bộ băng Tỏa Ánh Lưu Ly, 22 dĩa. Kinh phim bộ không á, Lâm Ly như Hàn Quốc. Quý vị muốn hiểu kinh Di Đà thì quý vị đi tìm cái bộ 10 phương sen nở, 18 dĩa. Quý vị muốn biết chú Đại Bi, chú giải Đại Bi Sanh Pháp thì đi tìm cái bộ Lòng Từ Vô Ngại, 9 dĩa. Quý vị muốn biết ý nghĩa Đại Bi Thập Chú thì tìm cái bộ Đại Bi Thập Chú, 4 dĩa. Riêng có Pháp Hòa không đó, chứ chưa quảng cáo gì mai hết. Là có hết. Pháp Hòa biết là sư ông Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, nội bộ Pháp Hoa mà sư ông giảng 3 lần, thành thử ra không có thiếu. Tại vì mình chưa có duyên mình gặp đó. Cho đại chúng chịu khó đi tìm ở trên mạng nhiều lắm. Bây giờ muốn biết kinh gì trên đó cũng có hết. Bạch thầy, con có một chút thắc mắc không hiểu. Thường mấy thầy có giới hút thuốc lá không? Bạn con nói có mấy thầy ở Việt Nam hút thuốc nhưng con không tin. Nhưng khi con về Việt Nam, con thấy tận mắt có mấy thầy hút, con thấy hơi kỳ kỳ. Khi mặc áo cà sa mà cầm thuốc lá. Bạch thầy, thường ngày con đều có công phu tụng kinh bên Bắc Tông, nhưng con rất thích ngồi thiền. Con ngồi theo Vipassana, vậy có phải là con đi 2 đường không? Dạ thưa không. Vipassana tức là mình thiền minh sát, tức là mình theo dõi từng cái cử chỉ của mình. Thí dụ như là người ta thiền cầm nè, cầm cái ly vô, ta biết cầm, dở, đưa, uống, ực. Đó là người ta theo dõi từng cái động tác của người ta. Thì cũng giống như mình tu thôi, ăn biết mình ăn, ngủ biết mình đi ngủ thì không lo gì nữa hết, đi biết mình đang đi. Thì cái đó cũng là một hình thức Vipassana. Cho nên mình ngồi thiền thì mình theo dõi hơi thở như vậy. Và mình tụng kinh thì mình hành trì mỗi ngày để cho giúp cho tâm mình định, tĩnh và biết thêm lời Phật dạy. Và mình ứng dụng theo ngồi thiền, cho nên cái này không có 2 đường. Bắt buộc là phải như vậy. Cái này gọi là chúng ta vừa có học vừa có tu. Còn việc mà quý vị hút thuốc lá đó thì xin thưa là cái đó thì có thể là cá nhân thôi. Chứ còn trong Phật Pháp thì các thầy không có hút thuốc. Tại vì nói chung là cái gì làm cho mình không có tự chủ được. Cái gì mà làm cho mình có cái ghiền ở trong đó là nó thuộc giới thứ 5. Trong các câu tự quy y và đảnh lễ có câu tự quy y tăng quản lý đại chúng, tất cả không ngại. Xin thưa là khi mình tụng kinh á,
cuối thời kinh đó, chúng ta có cái lễ tam tự quy y, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Trong đó có câu là quản lý đại chúng tất cả không ngại, thì không có cái nghĩa là mình thống lãnh hết tất cả đại chúng, ai cũng phải nghe lời mình một cách không có ngăn ngại. Bởi vì chữ Tăng có nghĩa là hòa hợp, thanh tịnh. Cái yếu tố của Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp. Thí dụ hôm nay mình quy tụ về đây 500-700 người, mình có sự hòa hợp, có sự thanh tịnh thì chúng ta là Tăng. Cho nên mình là Tăng. Và có ai có phải điều định ai không? Không cần. Mọi người tự quản lý mình, thành thử ra quản lý đại chúng. Nếu mình tự mình quản lý được mình hội nhập được với đại chúng, thì tức là mình đã cùng quản lý đại chúng. Không phải một người mà quản nhiều người, mà chúng ta phải hiểu rằng chúng ta một mà mình đi về được với tất cả. Thí dụ bây giờ ở nhà mình một mình thì trường hợp nó khác, mình làm vua một cõi. Nhưng mình khi đi vào với đại chúng thì không phải một mình nữa, mà mình có khả năng hội nhập được với chúng. Cái đó gọi là quản lý đại chúng. Tại sao mình phải bắt tất cả phải quy về mình, mà mình không nghĩ rằng mình chỉ là một, thì tại sao mình không quy về đại chúng? Thì cái đó hiểu được như vậy gọi là tự quy Tăng. Tự tôi, biết tôi, đặt để tôi vào sự thanh tịnh, sự hòa hợp của ta. Cho nên nói quản mà không quản gì hết. Tại sao? Tại mỗi người tự ý thức. Mà đã là tự ý thức hành đúng những cái gì mà trong đạo tràng quy định, thì tự nhiên đại chúng thành ra thống nhất. Thí dụ ta tới giờ ăn cơm, đại chúng im lặng xếp hàng lấy cơm, thì đại chúng mỗi người tự mỗi người đi ra hội nhập được với cái hàng ngũ đó và lấy cơm trở về ngồi trong im lặng mà không cần có một cái sự phiền muộn gì hết. Đó, cái đó là đại chúng rộng lớn, đại chúng thanh tịnh, nhất thiết vô ngại, mỗi mỗi vô ngại, tất cả đều vô ngại. Tại sao? Tại vì mỗi người đã không ngăn ngại. Một người không ngăn ngại đến được với đại chúng, ngàn người không ngăn ngại đến vượt với đại chúng, thì đại chúng này trở thành ra rộng lớn, thanh tịnh mà không cần phải có sự gọi là phiền hà gì hết. Cho nên quản lý không có nghĩa là một người quản lý nhiều, mà chúng ta biết hội nhập mình vào với đại chúng để không ai phiền muộn ai, không ai bực bội ai, mà mỗi người đều có được cái sự hòa hợp của ta. Quý vị hiểu được cái câu tự quy Tăng không? Tức là không phải mình nắm người ta, mà mình phải tự đặt mình vào trong chúng. Mỗi mỗi được như vậy thì tự nhiên đại chúng thanh tịnh mà không có thống, nghĩa là thống nhất, thống lý đại chúng mà không có một sự phiền muộn nào hết. Một nhịp nhàng đi như một dòng sông. Người ta ngồi thiền, mình ngồi thiền. Người ta tụng kinh, mình tụng kinh. Người ta ăn cơm, mình ăn cơm. Mà không có gì phiền muộn hết. Như vậy gọi là tự mình quy tắc. Mỗi sáng con lại thiên thủ thiên nhãn sám pháp đại bi, kế 21 chú đại bi và 12 nguyện quan âm, xin thầy chỉ dạy có đúng không? Tôi dạy đúng rồi. Xin thưa đúng hay là không á, nó không có cái gì mà sai hết á. Ăn thua là mình biết ứng dụng mấy điều thôi. Một, đúng với khả năng của mình, đúng với hoàn cảnh của mình, đúng với giờ giấc của mình thì là đúng thôi. Sức khỏe không có mà ngồi tụng 3 tiếng, tụng xong nằm nguyên ngày, hỏi sao vậy? Tu vậy không ai dám tu. Sức khỏe mình ít thì mình làm ít. Giống như, xin lỗi đại chúng, giống như người bệnh tiểu đường vậy đó, không có dám ăn nhiều, ăn chút chút mà ăn nhiều buổi. Thì nhiều khi mình tu cũng vậy, sức khỏe không có, tôi tu chút chút
mà tu nhiều ngày. Tu làm sao mà chúng ta giữ được cái chữ tinh tấn? Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là chúng ta tin tưởng cái việc của mình, cái pháp của mình, và từ đó chúng ta siêng. Siêng tu gọi là tấn. Nhưng mà trước khi mình siêng, mình phải rõ mình làm cái gì. Mình phải tin tưởng được sức khỏe của mình, thời gian của mình, hoàn cảnh của mình. Thí dụ bây giờ người nhà mình đi làm về là ta ồn ào, ta coi phim, người ta nói chuyện, rồi ta mình tụng kinh có được, thì mình tranh thủ mình tụng ban ngày. Còn nếu mà mình cũng đi làm với người nhà mà mình không có làm được gì hết thì thôi, mình lễ Phật, niệm Phật trong im lặng. Mình không có nhất thiết là phải có chuông, có mỏ, sợ Phật không nghe. Rồi thí dụ như bây giờ nhà mình thì cửa thì không có phía Tây, mà lúc nào niệm Phật cũng xây về phía Tây. Hỏi chi vậy, nói Phật Di Đà ở phía Tây. Mình không xây gì phía Tây, sợ Phật không thấy. Cho nên không, cái đúng là đúng với mình chứ không phải đúng dai. Thí dụ Pháp Hòa lại nhiêu đây, Pháp Hòa nó ít quá, lại 200 lại mỗi ngày, cho nói trời ơi tu vậy ai tu nổi. Đâu thành thử ra đúng là sao? Đúng là đúng với mình, hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, thời gian của mình thì gọi là đúng. Cho quý vị hành trì nghi lễ nhà Phật á, rất là uyển chuyển. Giống như cái nghi lễ mình tụng hôm nay là một hình thức uyển chuyển đó. Chứ nếu mà tụng cho đủ hồng danh bảo sám đâu có phải nhiêu đó đâu. Trước khi mà vô lại còn phải nói dài dòng nữa. Con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo của cõi nhân thiên thanh văn viên giác Bồ Tát quyền thừa. Con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh một lúc đồng thành A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Lại xong 89 lại rồi bắt đầu tha thiết xin các đức Thế Tôn thường trụ trong đời xin thương xót con. Con từ trước đến giờ năm tội vô gián nha, của người con lấy bảo người khác lấy, thấy người khác lấy con vui mừng theo. Nói dài dòng lắm. Nhưng mà cái đó là cái nghi mà. Rồi bây giờ hoàn cảnh mình không có là thôi mình lượt cái đó. Mình lượt cái đó mình tụng đó. Giống như nãy mình tụng sám phổ hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Đó là mình tụng nguyên cái âm tiếng Hán, chứ nếu mình tụng tiếng Việt là mình tụng sao? Mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh. Sen vàng chính phẩm sẵn dành, nay con đức đã lành vô biên. Nay con dưng tấm lòng thiền quy y với Phật sám liền tội căn. Phước lành con có chi chăng, ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây. Nói rõ mà ít nhiều gì cũng xin về Tây hết. Cho nên tụng kinh á, không có dài ngắn, không có bao giờ mà nói là, đừng có bao giờ thấy người ta tụng kinh mà lại nói chị tụng vậy tụng thiếu nha. Tụng kinh không có thiếu, cũng không đủ. Không, tụng kinh không có thiếu đủ. Ăn thua là mình ứng dụng cái thời kinh đó cho nó phù hợp hoàn cảnh, sức khỏe, thời gian của mình. Tụng ngắn, gọn mà mình thấm nhập. Tụng nhiều quá, thở hổn hển, ra không nhớ gì hết. Cũng vậy thôi. Cho nên quý vị lựa kinh gì mà mình hạp á. Có hỏi, có nhiều người hỏi, thưa thầy ở nhà tụng kinh gì tốt nhất? Kinh tế tốt nhất. Tụng xong kinh rồi mình ở nhà mình á, ta chờ từ mình tụng từ 7 giờ, mà cái giờ đó là cái giờ phim nó lên nhiều lắm, ta ngồi ta trống, ta trống mình tụng cho lẹ để mà người ta coi phim nữa, mình ngồi mình tụng xong ta kinh hồn luôn. Không là nở ra, xin thưa đại chúng, quý vị nhẹ nhàng trong việc hàng ngày mình tu tập, thời gian mình, hoàn cảnh mình, sức khỏe mình. Nhiều lúc có quà đi giảng vậy nè, có quà đâu có ở nhà đâu có, rồi nhiều khi đi vậy là có nhiều khi mình đi cả ngày không có được về chùa. Mỗi một lần mà bay là bay cả ngày á, có nhiều chỗ từ sáng tới khuya mình mới tới,
rồi lúc đó Tụng ở đâu thì Tụng trên máy bay, lúc nào mệt buồn ngủ thì ngủ, mà tỉnh thì mình ngồi mình niệm Phật, ví dụ vậy đó. Cho nên nhẹ nhàng thôi. Lúc nhỏ khoảng 13-14 tuổi ở gần chùa, con đã đến chùa Việt Nam, thầy cho pháp danh, con nhớ tên là Diệu Thạch, vậy con có phải quy y lại không? Nếu quy y lại, con muốn giữ tên cũ của con có được không? Xin thưa đại chúng là khi mình quy y á, là không phải mình quy y với một thầy. Cái vị thầy mà làm lễ cho mình á, là đại diện cho chư tăng để làm lễ thôi. Còn mình á, là đệ tử của tăng trong 10 phương, tăng Lào, tăng Thái, Campuchia, Ấn Độ, Lào gì đó mà có sự tu hành thì đều là thầy của mình hết. Tuy nhiên chúng ta phải có một vị thầy đỡ đầu dẫn cho mình trong bước đầu để mình quy y. Cho nên mình nhận vị thầy đó là bổn sư, mình coi như là mình quy với vị thầy đó. Trường hợp mình quy y còn nhỏ, chưa có khái niệm, bây giờ lớn lên cái ý thức của mình nó cao, thì nên tiếp nhận cái pháp, nhận lại cái giới pháp quy y ngũ giới này, nhưng không nhất thiết là đổi tên gì hết. Mình nghe lại thôi, mà thậm chí quý Phật tử nào đã quy y rồi, mỗi tháng phải đọc lại. Tại vì nếu mình không đọc thì mình sẽ quên. Cho nên mỗi tháng ít nhất là một lần mình phải tụng giới, mình phải ôn giới để mình không có quên. Cho nên trường hợp hồi nhỏ mình quy y mà chưa có ý thức gì hết, lớn lên ở những cái đạo tràng của quy y nên vào đó nghe lại rồi đọc trở lại thôi, chứ không cần phải đăng ký gì hết. Tức là tự thân của mình bây giờ hiểu rồi thế nào là quy Phật, thế nào là quy Pháp, thế nào là quy Tăng rồi, thì tự mình sẽ phát tâm cái đó. Dạ. Con mới học Phật vào khoảng 3 năm nay là con biết đọc kinh hai thời sáng tối. Con đọc thập chú rồi, sau đó con đọc kinh A Di Đà hay kinh Địa Tạng, kinh Lương Hoàng Sám. Còn hai con thay đổi như vậy có được không? Nhưng ngày nào thì con cũng đọc thập chú trước. Dạ được. Thì tức là mình tụng thập chú rồi mình mới tụng sám hối, tụng kinh tốt. Trì chú cho mình theo cái định lực, tụng kinh để mình hiểu nghĩa. Kinh đó thì gọi là hiển giáo, chú thì gọi là mật giáo. Giáo pháp của Phật chia rất là rõ ràng. Những cái kinh gì mà dạy đầy đủ nghĩa lý thâm sâu cho mình tiếp nhận mình tu thì gọi là hiển giáo. Còn những cái gì mà mình tụng mà mình không hiểu nhưng mà mình biết có cái công năng giúp cho mình định tâm, định trí của mình thì gọi là mật giáo. Xin thầy giảng rõ hơn cho con hiểu về hai câu nhị đế dung thông tam bụi ấn có nghĩa là gì? Vì con chỉ biết đó là hai đế, tục đế và chân đế. Nhị đế là như đạo hữu hiểu đó là tục đế và chân đế. Tục đế là gì? Tức là những cái gì trong thế gian này người ta sử dụng. Rồi mình chân đế tức là mình mượn cái tục để mình lòng cái chân. Người tu Phật tức là mình biết dung thông cả tục và chân để chúng ta có thể độ đời. Mà cái đó nó màu nhiệm như là một cái ấn, như là một sự tu tập. Bây giờ Pháp Hòa nói cái gì gọi là nhị đế dung thông. Thí dụ như là đại chúng mà mình cúng linh á, là mình có rót trà phải không? Mỗi khi mà mình cúng linh mình rót trà, thì nói gia chủ rót trà, thì trong khi mà gia chủ rót trà là tục đế. Tại vì tục đế có là mình nghĩ là cha mẹ mình mất rồi, mình thương nhớ, mình muốn trả hiếu qua một cái ý nghĩa là cúng một chung trà là tục đế. Nhưng mà trong khi mà hành cái tục đó, mình làm cái chân thôi, tháng trong bài kệ. Ví dụ gia chủ đang rót trà khi mình đọc bài kệ: cho hay hoa nở cùng tan, pháo càng kêu lớn càng tan, xác nhiều
nổ nhiều, sát pháo nhiều. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Chân đế tức là mình nói cái lẽ thật cho người ta nghe. Cha mẹ ân sâu rồi cùng biệt, vợ chồng nghĩa chồng cùng chia ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sang đến mạnh ai nấy bay đi. Người ta hiểu. Khi ta hiểu cái đó là người ta hiểu cái lẽ thật. Nhưng mà tự nhiên mình biểu người ta lỡ nghe đó, ta không nghe đâu, ta làm bộ trù tôi hả. Nhưng mà nhờ có cái đó, ta trong khi hành lễ đó, mình tụng, mình cúng đó, mình lẩm cái đó cho ta nghe. Người ta khi mà người hồi nào giờ tự nhiên mà biểu người ta tu, người ta không tu đâu. Nhưng mà gia đình ta có chuyện, người ta nhờ mình tụng kinh rồi vậy đó. Thì lúc đó người ta không có đi đâu được đâu, người ta quyền đó, cho mình thuyết pháp. Nhưng mà thay vì mình thuyết bằng mấy cái ngôn ta không hiểu, bây giờ mình thuyết cái gì cho người ta hiểu á. Thuyết cho người ta hiểu, thuyết làm sao? Cuộc trần thế tấn tuồng ảo mộng, danh mà chi, lợi lắm mà chi. Bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mấy tan hiệp. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Ta nghe, ta thấm, ta tuân. Vậy thì nhị đế dung thông, lấy tục chân dung hợp đầy đủ trong cuộc đời này. Cho nên rót trà xong lại hai lại, lại hai lại là nhị đế dung thông. Rót trà xong lại hai lại, chôn cất xong rồi lại uống lại, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Ơn nghĩa của cha mẹ nội ngoại bây giờ mình đền đầy đủ bốn lại. Lại Phật, lại ba lại, lại Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Người chết lại hai lại, nhị đế trung thân. Lại ông bà tổ tiên, hay là người nào đã chôn cất xong rồi bốn lại, nhị đế trung thân. Quý hiểu ý ha. Quý vị có mệt không? Mày mệt cũng ráng chịu cho biết là sao. Thôi về giả bộ gì nữa, từ sáng giờ không thấy thầy mệt đi nghỉ giùm. Đợi tới chiều nữa thầy mệt. Mấy đứa con sanh bên Mỹ không nghe lời mẹ để lo lắng học hành, phải làm gì để nó thay đổi? Thứ hai, con có hai người chị thường xuyên gây lộn, gặp nhau làm sao hóa giải? Biết lộn mà cũng gây, phải chỉ gây trúng cũng đỡ. Ai gây cũng lộn không à? Còn ngộ ghê, biết lộn mà cứ gây. Thưa đại chúng, cái gì nó cũng có cái phước, cái nghiệp của mỗi người. Như hồi sáng có bà có thưa đó, có nhiều khi mình có cái phước, có tiền của, nhưng mình không có cái phước về con cái. Mình có cái phước về hạnh phúc vợ chồng, nhưng mà bù lại mình không có phước về sự thuận hòa trong anh em. Cho nên mỗi một người đều có một cái nghiệp của riêng mình và cái phước của mình. Bây giờ vị nào mà nhận ra cái nào mình thiếu phước á, thì cố gắng mình tu tạo cái phước đó. Nhiều khi á, mình thiếu tu, mình không có đức, không đủ cái đức để mình cảm hóa cái người đó đâu. Tự thân mình bây giờ sám hối, tập tu cho nhiều, để mình tăng trưởng cái công đức, rồi mình đủ khả năng mình cảm hóa người thân. Có nhiều khi mình gỡ cái năng lượng bình an của mình đến cho người thân cũng tốt. Thí dụ quý vị đi thăm một người bệnh, mình đâu có chữa bệnh được cho người ta, nhưng mà gửi năng lượng bình an tới cho người ta. Nguyện cho bác này, chị này, anh này thân tâm được khỏe nhẹ,
thân bệnh mà tâm an, gửi cái năng lượng cho người thân. Khi mình nấu cơm cho con mình ăn á, trong khi mình nấu mình gửi cái năng lượng của mình vô đó. Đừng có lo là nấu đồ mặn, đồ chay gì hết, không có sao hết á. Quý vị cứ nấu bình thường cho con mình ăn, nhưng mà trong khi mà mình nấu đó mình cầu nguyện. Cầu nguyện tức là trong khi mình nấu, thay vì mình khởi bực bội, mình khởi những cái tâm niệm không an lành, thì tại sao mình không khởi an lành gửi gắm của đó. Con nguyện cho con của con ăn những thức ăn này vào, tâm tánh được hiền lành. Có sao đâu, một năng lượng bình an mình gửi đến cho người ta mà. Cho nên khi mình tắt đèn, mở đèn, nó có cái bài kệ: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Chỉ cần cái đánh đèn nó mở lên thì bóng tối nó tan đi. Tỉnh thức mà có mặt thì thế gian này an lành. Pháp Hòa có làm một bài kệ: chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, niệm lành sân ta khởi, tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Chỉ cần một niệm lành mình khởi thì tự nhiên cái tâm trần tục của mình nó hóa thành cái tâm tiên. Hồi nãy mình nghĩ xấu là tâm tục, giờ mình nghĩ thiện là tâm lành, tâm trời, tâm tiên. Cho nên đâu có sao. Con của mình nó có cái nghiệp duyên với mình. Không có, nó đâu có tới vô nhà mình chi. Có đứa nó tới nó đòi mình, có đứa nó tới nó trả cho mình. Cho nên người xưa mới dùng cái câu đó: nhi nữ thời túc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Con cái của mình là nợ cũ. Túc trái là nợ cũ. Đến đây nó đòi mình gọi là khảo trái, đến đây nó trả cho mình là hoàng trái. Cái nào cũng là nợ hết, trả hay đòi cũng là nợ. Một là mình nợ nó, hai nó nợ mình. Nếu không có nợ, nó đến để làm gì? Hữu trái phương lai, đâu đến chi. Cho nên mình đã có duyên với con mình thì mình phải nhận ra rằng trong đó, trong cái duyên đó có cái nghịch. Lúc nó nhỏ mình nựng nó, mình kêu nó cục cưng, tới hồi lớn lên thành nguyên cục nợ. Khi tụng kinh Lăng Nghiêm nên tụng hết năm phẩm không? Nếu con tụng khúc cuối án A La Lệ thôi thì có đúng pháp không? Xin thưa đại chúng, là năm đệ Lăng Nghiêm á, từ cái câu Nam Mô Tát Đát Tha Tô Và Đa Gia á, cho đến cái cuối là Ô Lô Ung Phấn Ta Bà Ha, tổng cộng là 400 mấy câu. Thì trong 400 mấy câu đó, những câu đầu không có phải hình chú, là những cái câu lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, ca ngợi Phật Pháp Tăng thôi. Cái câu tâm chú của Lăng Nghiêm là gọn gàng trong một câu thôi, là án a na lệ tỳ xá đệ đệ ra bạc xà ra đà ri bàn đà nể bạc xà ra bán ni phấn hổ hồng lô lô phấn ta bà ha. Nếu không có thời giờ tụng năm đệ không sao, tụng câu Lăng Nghiêm tâm chú. Có những khóa tu Pháp Hòa cho đại chúng trước khi đi ngủ tụng 108 lần tâm chú Lăng Nghiêm, không cần tụng năm đệ Lăng Nghiêm, vì câu Lăng Nghiêm tâm chú đó là câu thần chú chính thức của Lăng Nghiêm. Cũng giống như chú chủ đề Nam Mô Tát Đa Nẵm Ta Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đắc Điệp Tha Án Giết Lệ Chú Lệ Chú Đề Ta Bà Ha. Thì cái câu tâm chú của chủ đề là gì? Là án chiết lệ chủ lệ chủ đề ta bà ha. Đi đứng nằm ngồi lúc nào trong tâm mình cũng cái câu đó, là tâm chú chủ đề. Vậy thì tất cả đều là tâm chú. Bát Nhã Tâm Kinh tụng Ma Ha Bát Nhã Ma La Mật Đa gì, nhưng mà cuối cùng câu tâm chú của Bát Nhã là gì? Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà.
Thôi bây giờ mình hết giờ rồi. Trước khi mà mình hết giờ, ở đây còn nhiều câu lắm. Xin đại chúng hoan hỷ Pháp Hòa giữ lại. Rồi một ngày nào đó thuận tiện Pháp Hòa sẽ giải đáp những câu này trong một cái bài nói chuyện. Rồi đại chúng nào đã viết những câu hỏi, mai mốt quý vị tìm nghe những phim dài kế tiếp. Và cuối cùng, trước khi dứt lời, chúng ta cũng đang nói về tâm chú đó. Thì xin thưa đại chúng là tất cả các kinh nào cũng có tâm chú của nó. Bây giờ đại chúng ngày nào tụng kinh xong cũng tụng bài Bát Nhã. Và câu cuối cùng là yết đế đó. Pháp Hòa muốn gửi gắm đến đại chúng một câu thần chú này để đại chúng tự giữ trong lòng. Bất cứ một cái nghịch gì trong đời mình xảy ra, cứ lấy chú Bát Nhã ra tụng. Cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng hơn nữa, đến Bồ Đề giác ngộ rồi, chừng đó mình hạnh phúc quá, la lớn lên ta bà ha. Chữ ta bà ha có 6 nghĩa. Ta bà ha có 6 nghĩa. Và ta bà ha có nghĩa là khi chúng ta đã đến được bờ an lạc, bờ bình an, thì ta bà ha đang giận quá, không làm sao mà dằn được, thì tự nói với mình cố gắng, cố gắng, cố gắng chút nữa, cố gắng chút nữa. Cái người la rầy mình bỏ đi rồi, bây giờ không còn ai để giận, mình đã đến được Bồ Đề, sung sướng quá, ta bà ha. Trước khi dứt lời, con xin thành kính biết ơn Hòa Thượng ở đây đã tạo duyên lành cho con được gặp quý Phật tử và sinh hoạt với quý vị trong một ngày hôm nay. Cũng xin cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử ở đây, đạo tràng này, cũng như những Phật tử ít nhiều đóng góp vào để cho suốt một tuần lễ tu học qua được thành tựu. Và con là người đến ngày cuối để hốt bụi chó. Con xin biết ơn tất cả và xin cảm ơn rất nhiều quý bác, quý cô chú, quý anh chị, tất cả đại chúng đã có lòng thương mến con. Và ngày hôm qua được gặp nhau ở đạo tràng chùa Huệ Quang, hôm nay lại được gặp nhau ở Mắt Thương Nhìn Đời để chúng ta sinh hoạt trong một ngày hôm nay. Nếu trong quá trình sinh hoạt Pháp Hòa có gì sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Xin chúc nguyện Tam Bảo gia hộ trên Hòa Thượng, lãnh đạo tinh thần cùng tất cả đại chúng luôn luôn có nhiều sức khỏe, bình an, và tất cả những Phật sự đều được viên thành như ý nguyện, và nhất là hạnh nguyện tự lợi lợi tha được viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.